À, bây giờ bắt đầu đạo giỡn. còn em là thuộc tiền đạo giỡn đúng không? May có đạo giỡn nó không đạo khác thì chết rồi. Không, từ đạo giỡn mới ra đạo khác được, chứ không có đạo giỡn không ra đạo khác được nha. Rồi bây giờ bắt đầu bước qua trạm thu phí của sân bay Nội Bài, và đây là những số tiền nhỏ nhoi của binh hội còn chắc lại để cho lùn bỏ túi đi đường. Tuy nhiên trong cái bầu không khí ồn ào náo nhiệt, nhưng mà chuyến xe của tôi rất là bình an, bởi vì mọi năm thì có 12 đến 15 hầu viên đi ra Tam Đảo để sáng tác, nhưng năm nay chỉ có vỏn vẹn là 7 hầu viên, trong đó là có chị Mai, cô Hòa, bé Quyên, phía sau là có bé Tâm, rồi bé Linh, và có đạo diễn. Đạo diễn gì à? Hãy đưa tên lên cho mình nghe coi đạo diễn gì. Xin chào. Xin chào đạo diễn gì đây? Đạo diễn Đỗ Lệnh Hồng Vĩ. Vâng, Đỗ Lệnh Hồng Vĩ. Và tôi là đạo diễn. Xin chào. Và hôm nay phỏng vấn anh Hồng cách coi. Thời gian qua anh Hồng làm việc có gì vất vả không? Trời ơi, ông ơi. Rất bình thường mà vui. Rất vui. Bởi vì trên xe chúng tôi là toàn là biên kịch với đạo diễn, không có diễn viên. Chính vì thế hôm nay diễn viên chính là Bác Hùng. Hay quá, còn cái người phụ. Vậy vậy thì kịch bản chúng tôi xuất phát từ diễn viên chính này. Từ từ, người ta đăng thoại mà làm chép thoại này, đè thoại người ta vậy, từ từ, cái đó là lip sync không được nha. Thì Bác Hùng cho em hỏi là hội của mình có ai về hưu không Bác Hùng? Ai bị về hưu không? Về hưu chưa? Chưa. Có ai bị đuổi không? Chắc còn 2-3 năm nữa. Ai? Em. Sao vậy em? Chuyện gì xảy ra với em trong cái điều mà khi bạn nói đến hội là em lại có cặp mắt không mấy được hạnh phúc, lý do? Uyên, đây Uyên mà. Sao đây anh? Sao vậy? Tại vì sao mà người ta nói đuổi là em, nói là em là người bị đuổi, em là người được mời. Quyên nhà, hội điện ảnh của mình không mời. Nhưng mà mời anh, em nói công việc bị đuổi chị. Thì anh nói thì em nói là vì sao đừng nói chị đuổi nha em. Nếu như mình có bị đuổi, mình nói là người ta mời mình nghỉ. Dạ nhớ chắc nha. Trời ơi. Chứ đừng nói đuổi ra các bạn rồi cô. Tâm bạn Tâm đang muốn vào hình. Không sao, có đôi cái mắt kiến đẹp, Tâm có đôi mắt kiến đẹp. Nó mắt kiến này hình như là có like một chút gì đó ở phía Nam á, chứ còn biết Bắc đâu không có đôi đôi kiến này đâu. Hình như là Tâm là người Nam phải không Tâm ạ? Dạ em người Nam thầy. Có like đâu đó ở khúc Campuchia không em? Ăn ngon lắm. Ăn có bát và ăn có go không? À vậy thì đôi kiến em đẹp lắm đó. Nếu như mà em gỡ mắt thì đừng có nghĩ đến thầy lấy nha. Rồi xong rồi. Thầy nghe vậy. Tại vì mình đang thích mà mắt là chắc như là người đầu tiên phải nghĩ đến người thích trước đã. Đúng rồi. Đó. Thì em nghĩ là có khả năng chuyến đi xe này có thể đôi kiến nó không còn trên mắt của em nữa. Rồi, nó bỏ trong giỏ của em rồi. Nha. Được chưa? Vậy thì bây giờ em cẩn thận đôi kiến của em nha. Còn bé Linh đâu? Con mẹ có coi. Cẩn thận này, bé Linh đang quấn bài online. Cái người mà cái người sáng tốt á là người ta hay dùng bài bạc nè. Hoặc là hút chích nè. Hay là gì đó. Cười bọt đó, những cái thói hư tật xấu đó thì Linh có một cái thói rất là đẹp là quấn bài online. Dù đang sáng tác. Phải có trải nghiệm ấy. Đó, đấy, mà quấn thì thua không mất tiền, bởi vì Linh quấn bài giỡn thôi. Đó, xin mời đạo diễn Đỗ Lệnh Hồng Vĩ. Anh có trong cảm xúc của chuyến đi này, không phải là chuyến đi đầu tiên mà, nhưng mà hình như là anh đã trải nghiệm qua cũng được 3 lần trên Tam Đảo, 2 lần rồi anh Vĩ nhỉ? Rất là cảm ơn hội, cảm ơn tất cả các anh chị em. Và được đợt này lại được đi cùng với các anh chị em, là có một số người thì không bận không đi được, và có một số người thì đã được gặp 1-2 lần trước rồi. Rất là mong rằng là trong cái trại sáng tác đợt này, chị em mình, anh chị em mình sẽ thật đoàn kết, ai cũng có những cái tác phẩm thật là tốt, thật là hay, về và bán coi như nhiều người, coi như nhiều đơn đặt hàng của các anh chị em gia đình biên kịch của mình và đạo diễn của mình. Rất là mong như vậy. Và những cái ngày trên Tam Đảo, mong rằng là mọi người thật vui vẻ, ăn nhậu thoải mái mà. Ở trên trại đi sáng tác mà anh có chữ ăn nhậu không được?
À, wow. Cái này mình rít chính lại biên tập lại không bỏ chữ ăn nhậu nha, bỏ chữ ăn nhậu. Ăn thôi, không nhậu rồi, ok, làm lạ rồi, ok. Cắt. Rồi thôi anh Vĩ bỏ cái chữ ăn nhậu rồi lát mình nói lại sau, tại vì anh nói như vậy là bị phạt. Bị phạt do cái thoại anh bị thừa thoại. Mình đang kết tin mà mình thừa lại. Xin mời chị Mai. À, một bà chị lớn trong lớn về tuổi tác cũng lớn đi trong ngành. À, chắc chắn là chị cũng không giấu được cái cảm xúc. Có sự hân hoan khi anh Vĩ nói là tối nay ăn nhậu. Tới là để ăn nhậu trong những ngày ăn nhậu. Điều này chị thấy có hợp lý hay bất hợp lý? Đi sáng tốt mà anh bắt đi ăn nhậu là sao? Ăn nhậu sáng tác hơn tốt. À đó, chị Mai có thể đôi lời để cho... Nó có bốn xíu. Anh có biết lý bài không? À nữa, chồng thoại nữa, bà kia. Người ta đang thoại trên này, dưới kia chốc mỏ lên nữa, hồi nãy bị thoại không chịu thoại. Đau giỡn nó. Kỳ đi Tam Đảo lần này là dạ. Thứ hai của nước Mai. Dạ. Mà lần này thì... không có gặp lại cái người mấy người của lần trước. Đúng rồi, chết hết rồi chị. Không phải chết. Tại gì á? Quên. Chưa, xin lỗi. Chết chưa nhậu rồi. Chết chưa nhậu rồi. Chết chưa nhậu rồi. Coi như là không có duyên gặp lần trước á. Dạ. Bây giờ có duyên gặp lần này thì rất mong là mấy ngày mình ở trên Tam Đảo dạ. Sẽ có rất nhiều kỷ niệm với tất cả những nhân vật dạ. Cùng đi trên chiếc xe. Và chị thấy hy vọng là trong chuyến này chị có một cái tác phẩm nào để bán được với lại độc giả. Chuyện bán là không có thể nào mà mình có thể đón trước được. Dạ. Cái công ty này họ thích dùng công ty. Dạ. Vậy thì anh xui đúng không chị? Đúng rồi. Vậy là mình vui chơi là chính, còn bán là phụ. Rồi ok. Quá đi rồi, để báo cáo chủ tịch hội. Anh Hải anh cầm cái này anh coi để tinh thần anh em sao. Ờ thì đó mình nói thiệt chứ rồi nè. À, rồi bé Linh muốn nói không? Đọc lại nha. Bé Linh muốn nói không? Rồi bé Linh nói rồi hả? À. Rồi xin mời cô Hà. Thì chắc chắn là trong tất cả những cái hội trại nào sáng tác thì hình như là hình ảnh của cô và thầy luôn luôn xuất hiện, bởi vì cô và thầy là trong những người đầu đàn của điện ảnh phía Nam để kết nối với anh em phía Nam ra phía Bắc. Thì chắc chắn là cô rất nhiều kỷ niệm. Tuy nhiên trong chuyến đi này thì cũng mong cô có đôi lời cảm xúc là nó có khác gì những lần trước hay không ạ? À? Khi bước lên xe. Một cái cảm xúc mà mình phải nói trước tiên là này, mình gặp đạo giỡn Đặng Quốc Nam. Đạo giỡn Đặng Quốc Nam. Dạ vâng. Có lẽ là Đặng Quốc Nam thật. Dạ. Lúc đầu mình không nhận ra. Vâng. Nhưng mà sau đó thì đúng là nó là anh của Đặng Quốc Nam. Dạ. Nó Đặng Quốc Việt đấy. Dạ vâng. Thằng nó mất dạy, tóc dài đuổi nó đi rồi. Nhưng mà mình ngạc nhiên là này, một bóc dáng nó khác hẳn cậu ạ. Yeah. Ừ, nó hay hơn, nó thon thả mà nó rất là thanh mảnh luôn, đúng không? Mà phụ nữ người ta thích cái gì cô? Ta có phải thích bụng bự như ông quỷ đâu. Phụ nữ người ta thích một sự vẻ men mà đúng không? Và cơ bắp. Cơ bắp 6 múi. Đúng rồi, 6 múi em em chuẩn bị. Thế thì Đặng Quốc Việt phải xem mình là có mấy múi. Dạ. Đó là chắc chắn là trong chuyến đi này thì trời nóng thì chúng ta sẽ xuống suối bạc chúng ta tắm nuôi, và trong lúc này thì mọi người kiểm tra muối bây giờ. Để đi ăn phỏng vấn một cách nghiêm túc nhá. Thì đây là nghiêm túc rồi, đạo dở nghiêm túc chứ nghiêm túc. Em Hùng. Đây anh Hùng, đây diễn viên chánh của ngày hôm nay mà chúng ta chưa giấu hình ảnh. À, giấu hình ảnh thì có vẫn nói cho anh Hùng để anh Hùng anh lái. À. Vâng. Và thì anh Hùng có đôi lời để tiếp nối câu thoại của cô nãy, là vì anh Hùng rất là một người gì đó ABC gì đó, anh tự sướng đi. Anh nói về mình đi. Để lên xe mình lấy bia lấy cái rất phấn khởi. Ờ đó. Được gặp anh chị. Mình nâng cao quan điểm lên, nâng cao quan điểm lên. Anh chị em. Nâng cao lên. Vâng, sẽ đúng rồi. Vâng, sẽ phục vụ sẽ tốt. Đúng rồi, đấy quan điểm đấy, đấy phục vụ. Đúng rồi, là vâng. Để anh chị em ra nhiều tác phẩm. Vâng, đấy. Đúng. Bán được. Đây, đấy. Câu này nó kết nối với câu của đạo diễn Hồng Vĩ nha. Sao hay. Vâng, đấy, cái chữ bán là thích nè. Cái gì mà bán được là thích nè. Mà bán được cái bị người ta đưa tiền hay chưa đưa tiền nữa mới kinh nha. Có tác phẩm em bán 10 năm rồi chưa lấy tiền được. 10 năm rồi chưa lấy tiền được. Nó phá sản công ty rồi. Đó thì anh nhưng thấy mà, nhưng mà chưa lấy được tiền nhưng vẫn được cái danh. Ủa danh gì? Danh chết. À, nó chết. Mình viết ra chữ rồi mình bán người ta mà người ta không đưa tiền mình là mình chết à.
Đấy. À, sẽ được cái danh như anh nhỉ? Vâng, danh là danh chết. Không sao thì anh cứ bình tĩnh cứ lái thôi để chúng ta trở lại với lại không khí của chị Tâm. Bây giờ trên áo của chị Tâm có một màu sắc khác rồi. Khi nãy thì tôi vừa bước xuống sân bay thì tôi thấy là một màu cánh trắng như một con hạt. Con hạt này thì thể xác hạt này do nuôi cái gì? Người ta nói là cái gì nuôi gì nuôi quá tốt, nuôi quá tốt nên nó hơi khác con hạt tí, nhưng mà bộ đồ đó thể hiện con hạt. Đấy, và bây giờ là bạn đã trang phục một cái áo khác nữa rồi. Áo này không phải hạt mà áo này là áo đỏ. Áo quàng đỏ cũng rất là tạo ấn tượng, không sao. Lần nào tôi cũng so được áo này chất liệu gì để tôi mua cái áo đi tặng cho bà xã tôi. Rất đẹp. Thổ cẩm mà, nhưng mà mua ở đâu em? Em đang đau đầu. À, mua ở đâu em? Dạ em nghĩ là chắc phải nhập từ nước ngoài. Mà có tiền mua được không hay là không có tiền thì ăn cắp à? Rồi tối ngày nay các bạn chắc Tâm ơi, lột cho luôn Tâm. À đây, anh lấy đi lột cho liền. Lột cái gì? Lột cái gì? Ai mới vừa phải thầy về Quyền. Quyền đừng có làm như lại cho anh bấu thối và lột cái gì? Ủa đâu có gì đâu bình thường. Hồi nãy nè hai thầy trò xuống. Hai thầy trò xuống đứng ngay chỗ cái hành lý á. Cái em nói là Tâm, em cẩn thận bóc hàng em. Hàng của em bóc. Mà bóc nhầm á thì bóc nhầm của hàng của thầy thôi chứ đừng bóc nhầm của người khác. Cả Tâm nữa. Ủa sao? À đúng đâu hàng quá. Đang nói đó thì mình bớt ngôn ngữ hàng, chỉ bỏ vào lý đi chứ bóc hàng. Đấy thì câu chuyện đó là cũng giống như câu chuyện của Quyên bây giờ đó. À thôi được rồi, để trở lại với Linh. Linh sập xám nè. Linh sập xám. Linh sập xám. Linh sập xám. À thôi Linh này là gọi là Linh xì dách rồi. Cái này là quýnh một ăn một rồi, xì dách chứ không sập xám. Không có trí tuệ đâu mà quýnh sập xám. Đi này lại Linh lại có thêm một nghiệp danh mới. À Linh xì dách. Linh xì dách. Đúng rồi, phát một ăn ngay. Đây thì khoảng độ khoảng 50 cây. Dạ. Dạ. Xin cô Mai vậy, chị Mai hết sức bình tĩnh, tại vì có đoạn đường xa để chúng ta có thời gian để lưu hình hơn. Bởi vì ý đồ của bác Hải là làm sao để kéo dài trong 2 tiếng đồng hồ để chúng ta có một cái chương trình về cái thời lượng. Đó thì bây giờ anh diễn viên chính của tôi là anh Hùng đang đeo một đôi kiến da băng. Vâng, đôi kiến này tầm cỡ tôi đoán không nhầm cũng phải là trên 500 đô. Mà anh là người cán bộ lấy xe mà anh xài cái đồ hàng xịn như là chứng tỏ là anh quá sự quá đầu tư, anh quá nể chữ điện ảnh của chúng tôi. Đúng. Mà lấy xe mà đeo kiến 500 đô là biết là dở, mà diễn viên mà đạo diễn như vậy phải 1,000 đô trở lên, đúng không anh ạ? Không, nhờ đeo lên trên mặt của bé mình. Đấy, anh bình tĩnh đi, không sao đâu. Nếu như ở đây mà không có bán, đôi kiến anh cũng sẽ bị mất. Từ nãy giờ hâm dọa hết lục rồi á thì mấy món. Anh có đồng ý để cho tôi xem đôi kiến anh rõ hơn không? Đó không sao, mà nhưng mà anh đeo đôi kiến đẹp. Anh là diễn viên chính, anh đeo đôi kiến là người cười anh cũng rất đẹp. Cười Hải không Hải? Đó, những phút kìa, quay đi, quay cho bạn thấy kìa. Có gì? Đây. Đây. Cái... Ông kịp rồi. Đây nè, đó. Cần gì mấy cái bản quay mặt của em, thoại của em là biết cái bản rồi. Cần gì đó, bởi vì tinh thần của mình là đang bám nhân vật nên bỏ hình ảnh. Phải bám thoại, bỏ hình ảnh. Mình làm truyền hình mà. Đẹp quá. Vậy thì anh Hùng lên là về hay là ở lại với em tối nay? Dạ về anh ạ. Anh ơi, tối nay có trận đá hay lắm. 1:45. Quá hay. Tôi về tôi nghe các anh kể cũng được. Đá xăng xăng 2 người. Dù rằng bên kia TV đã đá xăng 11 người mà 22 người nên đá xăng 2 người, tại vì hai anh em ở chung phòng. Em Minh Vĩ rồi hai anh em mở TV coi. À thì nghĩ bên mình nói nó đi vậy đó để cho anh em đừng hiểu nhầm. Lấy cười. Xin chào anh Vĩ à. Anh Vĩ là cười đá xăng 2 người với xăng 22 người. Lý do tại sao cô Thoại vừa đưa ra là anh có một cái gì đó có phải đắc ý à? Anh Vĩ. Anh suy nghĩ gì chuyện gì có 2 người với lại 22 người mà anh lại cười tủm tỉm vậy? Một là anh xem nhẹ câu nói của tôi, hai là anh cảm thấy là cái gì tâm đầu ý hợp, anh kể tôi nghe coi. Hôm nay có mang nem lon nè. Con mang nem lon. Kiểu vodka Hà Nội bị nem lon. Thao đấu. Rồi bây giờ nghiêm túc nha cô nha. Cô nói đôi lời với thầy Tú để em gửi về cho thầy Tú nè.
cô nói đi, cô nhắn gửi gì tối nay thầy đừng làm gì đó thì đừng làm. Trong những ngày cô đi cô có nhắn gì không thì cô nói đi. Cảm xúc tiếp theo là này, nhìn lại những cái khuôn mặt mà mình đã từng đi chạy cùng với nhau của năm trước thì có thấy thiếu một số khuôn mặt mà rất đáng yêu khác. Thế nhưng bù lại thì vẫn được được bên cạnh nhau. Chẳng hạn như là nhà tên tuổi nhất nay và sự trở lại của em Quyên lần này. Đúng, đặc biệt em thấy là rất là đặc biệt, rất là một cái sự có một cái sự thay đổi rất lớn trong điện ảnh, hội điện ảnh mình thì đáng mừng. Và anh cũng mới là chuyến sau, chuyến nào mà có Duyên đi anh sẽ đăng ký đi theo, dù không cho anh đi anh cũng phải đi xe ngoài anh dạy đêm. Đấy, đấy là những cái cảm xúc mà các bạn có thể thấy rất là mới mẻ đúng không. Tiếp nữa là này, là sự tiếp nối của em, của em Tâm, người để nói là đầy sức sức sống đúng không, xinh tươi, sức trẻ, cũng làm cho đoàn mình trở nên sinh động. Tiếp đến là một nhân vật mà có lẽ rằng là rất là say mê với cái nghề viết, thế nhưng mà em vẫn cho rằng là không thể sống được bằng nghề chúng ta. Thế cho nên lần này thì bây giờ theo như là mẹ nghĩ phải có một cái đàm đạo chị Mai ạ. À, chị Mai phải khởi xướng ra làm thế nào để viết và bán được chị Mai nhé. Lần này nhất định phải có một cái đàm đạo, cái hội thảo nhỏ của nhóm nam mình, chị Nhân Mai ạ. À, chị Nhân Mai phải gánh lên cái trách nhiệm là làm sao cái đó thì khi nào tôi làm cho nó không tin. Chị ơi, em thấy cái đề nghị của cô Hòa một đề nghị sắc đáng và cũng nên tuân thủ theo cái trại sự nghiêm túc trên cái đường dây đó. Tuy nhiên chúng ta mỗi người mỗi công việc với thái độ sáng tác thì có thể khác, nhưng mà mong muốn là bán được sản phẩm kiếm tiền. Rất à, muốn. Vâng. Và Hòa cho là đây không phải chỉ mong muốn của một cá nhân nào mà vâng, của tất cả những anh em mà đã dính vào cái nghiệp viết lách gia đình anh. Thế thì mình cảm nhận là cháu Linh, cháu Thảo Linh cũng rất là viết lách, rất là hăng say đấy, hăng say lắm, đam mê lắm. Thế cho nên là bây giờ lại quay sang một cái có nảy ra những ý tưởng mới nữa. Thì lên đây nhân cái hội thảo này chúng ta cũng có thể đưa ra để bình luận, để có thể thêm được một số những kinh nghiệm mới chăng. Mình được em, mình không có chịu đâu. Yeah. Thế thì cái hội thảo này chị Mai ạ, em nghĩ là rất cần thiết. Nói một cách nghiêm túc là điện ảnh phía Nam mình chị Mai ạ, suốt những cái năm, những cái thập niên vừa rồi là nhìn chung là các anh chị em mà đã ở trong cái kinh nghiệm điện ảnh, họ đều riêng phía Nam mình thì thấy rằng là họ chị ơi rất hăng say. Bây giờ em có ý tưởng nho nhỏ thôi, có thử được không ạ? 7 người ha. À, ngày xưa mỗi người về một tác phẩm là 7 người 7 tác phẩm, bây giờ chị làm công tác sao mà 7 người một tác phẩm thôi mà bán được đó, bán được kia. Đúng không? Thì chúng ta cùng hùng là quýnh một phát một thôi. Thì bây giờ tác phẩm trên đây là mình chơi luôn, tổng hợp luôn, thì rút kết lại mỗi người một ý kiến để viết ra, viết ra kịch bản và nộp cho hội. Đây, 7 chúng tôi có một tác phẩm đó. Vậy thôi, đừng có mỗi người còn cá nhân tính sau, được không chị? Được không? Mét chia lứa rồi mới không khổ đi về. Ai cũng cầm hay hay rồi cuối cùng để đó luôn, rồi bón không được che hết. Bây giờ mình chơi là mình giới thiệu đồng tác giả, 7 tác giả đứng ABC đứng hàng ngang chụp hình đưa lên. Đây cũng là một đó. Thầy đang dùng cái là bắt đầu thất trận đó. Trời ơi đây à, cô Tâm bắt đầu ló gì trong ngôn ngữ. Nghĩa là nó có 7 điểm đúng không cơ? À. Đừng lên bộ. Vậy thì ý kiến đó nó có đôi khi có hợp lý không cô nhỉ? Thì đó, bây giờ mình nghĩ rằng là các vị ở đây phải những người phát huy cái sáng tạo của mình trong cái đường nối tới của sáng tác các bạn. Vâng. Nên chị Mai là lần này đi không chỉ là hoàn tất cái sáng tác của cá nhân mình chị Mai ạ, mà phải phát động cái phong trào qua cái hội thảo này chị Mai. Vâng. Đấy, gom lại một số ý kiến và ý kiến của anh Việt cũng là hay.
Dạ cái này à, không, cái này là tôi là đạo dẫn Đặng Quốc Nam, em ruột của Đặng Quốc Việt. Ý kiến cá nhân nên xin lỗi là chưa dám hay lắm, mà nếu như được thì dám chơi lắm à. Nó cũng cơm cho nó chè xôi. À đây bác Quyên á là cũng đã thường làm cơm cho tôi ăn rồi. Chưa làm lễ. Chưa làm lễ. Ra mắt cái vâng. Cụ mà anh em sinh đôi. Vâng. Nhân cái đợt thờ đảo đạo này đêm thì vâng. Nghĩ là Quốc Nam. Vâng. Quốc Nam mời Quốc Việt. Vâng, trở lại với hiện trường chứ còn đừng để anh đi xa quá đúng không? Một cái bữa mà ra mắt. Vâng. Vâng, để làm lễ ra mắt à. Rồi à, xin trở lại với diễn viên chính à, cũng báo cáo với diễn viên chính khi nãy là chúng tôi đang họp nội bộ với cái tinh thần của 7 người trên chiếc xe. Và anh thấy con số 7 mà Tâm vừa nói là số 7 gì Tâm? Bắt đầu thất tinh trận. Bắt đầu thất tinh. Kinh thất tinh trận nữa kinh không. Anh thấy là cái thông điệp của Tâm đạo diễn biên kịch đưa ra là anh thấy anh chấp nhận được cái tên gọi này không? Đúng rồi. Thì nó giống như cái chơi bị da lỗ vậy đó. Anh cứ bình tĩnh không sao đâu. Thì anh cứ đóng đúng thoại thôi. Nó được yes hay no thôi. Anh gật đầu anh cười thôi. Và anh có đôi lời nếu họp với hội thì anh cũng có thể chia sẻ cái tinh thần anh em trên xe như vậy. Mới vừa bước xuống xe là chúng tôi muốn sáng tác liền, muốn làm được ngay liền, chúng tôi không phải là đi từ Sài Gòn là chỉ năng lượng chúng tôi như vậy chứ đâu có phải chúng tôi đến đi chơi đâu. Không bỏ phí thời gian. Không bỏ phí thời gian, nói với chủ tịch hội là chúng tôi là luôn luôn là những người công hiến. Mà mục tiêu của anh chị đạt được. Vâng, đạt được đó. Vâng. Định hướng đến. Vâng, quá được đó. Quá được. Vâng. Cảm ơn bác Tài và một mục đích cuối cùng vẫn là bán. Đúng rồi, ông đòi bán. Phẩm ra mà bán. Vâng, bán. Vậy thì chúng ta sẽ bán được. Bán chắc chắn được đó. Bán được. Vâng. Vâng, chúc mừng nhé. Vâng. Để trở lại và xin chào cộng đồng Zero Cộng chương trình live stream trực tiếp thời gian từ khi bước xuống sân bay Nội Bài của Hà Nội và chúng tôi trên đường đi về Tam Đảo Vĩnh Phúc và đoạn đường 50 cây số nhưng chúng tôi có thời gian nho nhỏ để trao đổi ngắn và chúng tôi thống nhất với nhau chủ đề gì Tâm, chủ đề gì nói lại chủ đề gì, chủ đề là bắt đầu thất tình trận. Bắt đầu thất tình trận của 7 người làm một tác phẩm và để hãy đợi đấy thì 7 người có làm được hay không để chúng ta tìm hiểu tiếp nha. Xin chào và hẹn số sau, bye bye.